chào cô chú anh chị nha. Hiện tại thì anh Hải cũng vừa về tới với Ken. Nay Ken được ba đưa đi học về ha, hên trời không mưa ha. Chào anh Hải luôn nha. Dạ thì anh Hải cũng vừa chở bé Ken và bé Tin về cả nhà. Dạ. Quay em quay Lucky. Gì quá. Có gì đâu. Hiện tại thì bên trong đây. Quay nữa là hiện tại thì chú Chánh cũng đang ở bên trong luôn chú anh chị. Quay qua cho chú nhìn xem nha. Chị Hồng Loan thì cũng vừa lên trên lau dọn bàn thờ con Năm xong cả nhà. Thì chị Hồng Loan đã đi xuống dưới rồi. Dạ. Thì bên trong có anh Thành Mỹ, chị Hồng Loan cả nhà. Chị Hồng Loan vừa lên lo cho bàn thờ nghệ sĩ ưu tú Linh cũng như là ba của mình là xong rồi. Thì chị cũng xuống lại bàn máy tính của mình đây cả cô chú anh chị và lo cho công việc nữa. Dạ. Thì chị cũng rất là thương ba. Lo cho ba xong rồi thì xong rồi thì trở lại công việc của mình. Lia con cái ôi trời ơi, dễ thương quá nè. Dạ thì bên trong có chú Chánh cùng với chị Hồng Loan đang ngồi bên trong cùng với anh Thành Mỹ nha cả nhà. Buổi chiều hôm nay thì chị vừa đi lên trên bàn thờ cậu Năm xong cũng như là ba của mình nha cả nhà. Dạ chị lau dọn sạch sẽ rồi chị đem những cái trái cây lên, hoa quả lên và sắp xếp trên bàn thờ và thắp nhang cho ba mình. Xong rồi là chị trở lại bàn làm việc của mình nè cả nhà. Dạ, thì trước hậu nhân đây là chị với anh Thành Mỹ. Đó, thì cũng lo cho công việc và sắp xếp đơn hàng cho anh shipper đằng trước nhà đây. Thì chú Chánh cũng vừa ra bên ngoài cả nhà. Chú Chánh cũng ở dưới quê lên đây cũng khoảng hơn một tuần rồi. Chú rất là nhiệt tình luôn. Phụ cho Hồng Loan rất là nhiều luôn cả nhà. Phải nói là khá là dễ thương luôn. Dạ. Ở đây có một cô rồi cả nhà. Những cô người Bắc rất là dễ thương luôn cả nhà. Cô chịu khó lắm, dữ lắm luôn. Đó, là chạy xe, đến Sài Gòn là toàn chạy xe đạp không cả nhà. Chạy xe đạp mà chở những cái bao ni lông này cả nhà. Thì nói chung nó đi đổi lại thì phải có cả nhà. Đó, mình đi xe đạp này thì chở cái đồ này nó sẽ rất là mệt, nhưng mà nó cũng lợi được cái là đỡ bị công an cả nhà. Công an người ta thấy xe đạp tội nghiệp quá là người ta sẽ không có bắt, còn mình chạy xe máy là dính trưởng liền cả nhà. Nói chung là nó bất tiện cái này nó sẽ có lợi cái kia. Nếu mà nhà mấy cô gần của chở gì thì nó sẽ rất là tiện. Tuy nó mệt một xíu cả nhà, mà đổi lại một cái là tại vì thành phố á, đường công an rất là khó luôn. Tại mình chở xe máy là mình sẽ dễ bị công an bắt. Thật sự hậu nhân cũng rất là khâm phục luôn. Những cái cô lụm những cái giấy là đây lấy giấy nè. Và đa số là người Bắc nhiều hơn người Nam. Mà đa số là người Bắc người ta rất là chịu khó luôn đó nha. Rất là chịu khó. Đi trưa chiều gối này kia là toàn đi xe đạp không cả nhà. Ít thấy cô nào đi xe máy lắm, từ khi là nhiều quá không. Nói chung là có xe máy không phải không có, nhưng mà từ khi nhiều quá là mới kêu gia đình ra chở phụ thôi, còn không là xe máy đạp tèn về vậy cả nhà. Nói chung là tùy theo vùng miền, mỗi vùng miền thì nó sẽ có một cái khác nhau. Như hậu nhân ngoài ẩm cũng có nhiều bắt chơi cả nhà. Giờ bắt chơi thì ra ngoài mình cảm nhận được ngoài Bắc đó, để kiếm tiền nhiều cái kiếm tiền hay là rất là khó hơn trong Nam rất là nhiều luôn đó nha. Trong Nam mình kiếm tiền đôi khi sẽ rất là dễ hơn là ngoài Bắc. Ngoài Bắc mà vùng sâu vùng xa là nó kiếm tiền nói chung là rất là khó hơn người miền Nam mình. Tại lý do sao cả nhà biết sao không? Như hổm hay hậu nhân về Thanh Hóa chơi đi. Về Thanh Hóa hậu nhân về đó nói chung là không khí rất là khắc nghiệt. Lạnh nè. Lạnh thì lạnh quá, lúc mà nóng thì nóng quá. Lạnh quá mà lạnh mà có lúc mà lạnh quá là cá nó chết luôn đó nha. Nuôi cũng khó, nuôi trồng cũng khó lắm. Nắng thì nắng là rồi nắng là kiểu bên Lào có gió Lào qua là cây cối này kia là nó chết luôn đó nha. Bởi không khí rất khắc nghiệt. Mà ở ngoài thì hiện tại bây giờ là công ty nó cũng có đỡ rồi. Trước không có công ty ở nhà làm kiếm tiền khó lắm.
chung là không phải là chỉ trồng lúa hay trồng rau này khi ăn thôi, chứ nói mà tới mà muốn đi kiếm tiền giống ở trong Nam mình rất là khó. Trong Nam mình thấy đi làm thì làm kia là công việc đôi khi nó không có nhiều nhưng mà nó ổn định, còn ngoài Bắc là công việc lắp kiếm rất là khó, không kiếm công việc luôn. Dạ. À, rất là khó cả nhà. Bởi nói gì nói lại mà nhau nhân được sống ở trong miền Nam này nhau nhân thấy cũng rất là mừng. Tại vì công việc làm nó kiếm rất là dễ luôn đó nha. Được làm mình không làm này mình nói chung là mình chịu khó là mình kiếm được rất là nhiều công việc để mà làm. Có công việc nhiều tiền có, công việc ít tiền có. Nói chung bây giờ kinh tế nó hơi khó khăn thôi, mình muốn kiếm công việc nhiều tiền thì nó cũng hơi khó, chứ công việc ít tiền thì rất là nhiều cả nhà. Nhưng mà kiếm mà công việc mà ổn định thì nói chung bây giờ kiếm hơi khó. Kiếm công việc mà tỷ mình làm mà gọi là không phải là bảo hiểm này kia, mình làm thời vụ làm này kia rất là nhiều công việc để mình làm. Thế nay mình làm mai mình nghỉ nó không ổn định thì rất là nhiều công việc để mình làm. Bạn có chia sẻ tới nữa cả nhà. Dạ rất mong được quý cô chú anh chị mình yêu mến hãy đăng ký và like mạnh ủng hộ với Phạm Nhân cả nhà để kênh có sự tương tác với khán giả nha. Dạ. Thì Phạm Nhân đang có mặt trước nhà chị Hồng Loan cũng như là con gái của nghệ sĩ Tú Du Linh cũng là người cha thân yêu của mình, của chị. Sự thì Hậu Nhân rất là yêu quý và mến chị. Thấy chị sống rất là tình cảm đó nha. Mình thấy mình ở đây mình thấy mình quay mình cũng rất là vui. Ồ. Quay mà mình quay anh chị cũng rất là nhiệt tình và tình cảm, đôi khi cũng thương anh em, cho nước uống, cho đồ ăn ăn. Rồi đôi khi được khán giả tới yêu thương cũng cho trái cây, cho hoa quả này kia cũng rất là nhiều nên Hậu Nhân cũng rất là mừng. Rất là mừng luôn. Rất mong được quý cô chú anh chị yêu mến Hậu Nhân, hãy cho Hậu Nhân xin được đăng ký và được like ở nhà. Tại vì Hậu Nhân á, tại mấy bữa nay Hậu Nhân bận thôi. Chứ bây giờ hiện tại Hậu Nhân sẽ quay từ sáng, quay tới khuya để gửi những hình ảnh trực tiếp đến quý cô chú anh chị mình xem. Thì cũng có rất là nhiều cô chú, cũng có một cái cô đó rất là dễ thương luôn. Không phải là quan tâm tới Hậu Nhân, Hậu Nhân sẽ nói là dễ thương, không quan tâm Hậu Nhân, Hậu Nhân không nói không dễ thương nha. Tại vì nói chung Hậu Nhân cảm nhận được là dễ thương, thì Hậu Nhân nói dễ thương nha cả nhà. Thì cô đó có nhắn tin thì cho nói với Hậu Nhân là cô rất là thích coi con nhưng mà con không biết đăng ký. Dạ thì nếu mà cô coi qua clip này thì ở dưới màn hình cô đang coi thì cái chữ đăng ký cô bấm dưới đó đăng ký là được rồi cô ạ. À. Dạ còn cô không rành nữa, cô nhờ anh em hay là mấy đứa cháu á rành về công nghệ á, nói chung này cũng không khó thì cô kêu đăng ký giùm. Thì Hậu Nhân cũng không phải là ai quan tâm nhắn tin yêu thương tới mình thì Hậu Nhân khe nó dễ thương, còn người những tin ghét của mình thì nó không dễ thương. Không, mình đều thương hết tất cả mọi người luôn. Thấy mà quý làm ra một cái clip, một cái video nào đó gửi đến quý cô chú anh chị đang xem đó, mà quý cô chú anh chị yêu mến và xem và nhắn tin bình luận, Hậu Nhân rất là mừng. Mừng lý do sao? Mừng là người thì thích mình kiểu này, còn người không thích mình kiểu kia. Thì không thích á, không phải là mình ghét, không thích là mình cũng phải mừng cả nhà. Mừng để mình rút hỏi lại cái kinh nghiệm mình làm, mình đã làm sai cái chỗ đó. Tại vì nhiều quý cô chú anh chị mà nhắn tin bình luận cực gắt luôn, là nói chung là người ta nói thường nói á, lời thật thì dễ mất lòng. Dạ thì đúng vậy, mình nói đúng mà mình làm Hậu Nhân làm sai thì nói đúng như vậy thì Hậu Nhân rất là mừng. Tất cả những cái cô chú mà bình luận như vậy Hậu Nhân rất là mừng luôn. Mừng tại vì mình biết là mình đã làm sai chỗ nào thì mình sẽ khắc phục chỗ đó. Tại vì Hậu Nhân cũng mới làm YouTube đây thôi cả nhà. Đôi khi mình cũng phải bị một hai cái vấn đề là mình làm mình chưa rành nên mình có thể làm chủ đề hơi quá một tí, hoặc là mình làm chưa chính xác chỗ này, hoặc là nói những người thân trong nhà nó hơi chưa đúng á, thì rất mong được quý cô chú anh chị mình thông cảm và bỏ qua cho Hậu Nhân nhé. Thì Hậu Nhân biết, Hậu Nhân cũng biết đôi khi mình làm mình cũng phải có sai sót cả nhà. Dạ thì Hậu Nhân cũng rất là mong luôn được quý cô chú anh chị thông cảm và bỏ qua cho Hậu Nhân để Hậu Nhân để khắc phục hơn. Còn những cái gì Hậu Nhân quay ở nhà chị không lo á, cả nhà mà thấy ồ Hậu Nhân ơi em làm gì không đúng hay làm gì sai thì em sẽ rút kinh nghiệm lại, làm lại những cái nào nó hay hơn để chia sẻ đến quý cô chú chị, và tránh cái trường hợp mà quý cô chú chị mình xem những cái đó có chị thấy khó chịu, Hậu Nhân sẽ rút kinh nghiệm lại. Và cũng rất là cảm ơn quý cô chú chị đã bình luận thật tình. Dạ Hậu Nhân cũng rất là mừng đó nha, rất là mừng luôn. Dạ 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 thì video cũng khá là dài rồi, Hậu Nhân cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã yêu mến và đã ủng hộ Hậu Nhân và đăng ký và like ủng hộ với Hậu Nhân. Dạ, cảm ơn rất là nhiều.